rẻ thôi, lấy bán ngựa. Cái nón phòng thủ lấy dòng 1 19 thì sức lực lực cũng khá được được thôi, không phải dạng VIP lắm. Nón này thì em nó đang bán khoảng 2 kim nhưng mà thôi bán rẻ Khải 1 kim. Nếu mà Khải bịp cái nón này thì Khải sẽ không không dùng cái chón dùng 2 được, Khải chỉ dùng chón dùng 1 được thôi. Nên là bây giờ trước mắt thì Khải cứ mua cái nón này đi. 2 kim nhưng mà thôi phích Khải 1 kim cũng ok. Để Khải lên đảo Khải nghiên cứu lại nè mà. Có ai bán hạ cấp trong bàn cứ đấu giá cho anh. Ừ, ok, nói chung là nón này đưa xuống nón lá đẹp luôn anh em ơi. Nói chung là đường môn mà. Bây giờ Khải sẽ nghiên cứu build chón tầm 40 thôi. Chón tầm 40 thôi. Rồi hoặc là khỏi chó cũng được, hoặc là khỏi chó cũng được. Nói chung là vấn đề này Khải đang suy nghĩ. Rồi kèm theo phòng thủ lý đó. Rồi bây giờ Khải sẽ không mua cái nón kim nữa nè. Giờ Khải sẽ không mua nón kim nữa nha. Thì mua được món nón phụ lý dòng 1 rồi.